ai thấy em không ta? Có ai thấy em không mới chết vô lại mới chết, tự nhiên bị văng ra mất tiêu rồi nha. Tự nhiên bị văng ra mất tiêu. Vô lại giúp em mấy chị. Vô lại giúp em, vô lại giúp em ơi. Rồi áo con chó. Áo con chó thiêu. Bị văng ra Bảo Duyên ơi. Vô lại giúp em đi mấy chị. Áo con chó 120.000 nha, lên giày cực kỳ đẹp luôn nha. Con chó này là thiêu trực tiếp lên luôn, kết bằng nhung nha, bằng nhung thiêu rất là đẹp. Cực kỳ sắc sảo luôn. Ờ khắc tầm lá sáng. Trăm 120.000 nha mấy chứ. 120.000 nha, ai lấy thì comment giùm em là vàng đi, vàng 120 nha. Vàng 120 nha. Ghi mình lận nó luôn. Vàng 120 quá trời đẹp luôn. Trời đất ơi có hai cái luôn nha. Nó like khỏi cho anh em về luôn, biết cho em về. Vàng 120.000, trời ơi cái con chó vàng này sao đẹp chứ thôi má. Vàng 120 nha, len này là len phơm rộng nha. Cái len con chó vàng này là phơm rộng. 120.000. Trời ơi mấy chỗ khác em bảo đảm mấy chị luôn, hàng này hàng shop vô shop là 200 mấy trở lên nha. Bậy bạ nha, bậy bạ nha. Lên giày nha Bảo Duyên, con chó này là lên giày nha cưng. Ê nha trời ơi. Bảo Duyên bận áo hàng chó, mai hàng chó. Đúng rồi, mai hàng chó. Ê da. Em sẽ bận cái này cho mấy chị xem. Nhưng cái này em có bán được luôn á. Chị bị rớt cái ngoài lên nè. Ôi trời. Thiêu trực tiếp luôn nha mấy chị. Thiêu nha ha. Đây lên giày nha. Trời ơi trời. Ai lấy cái lên thiêu này phơm giày nha mấy chị thì comment giùm em á. Là đen nha, đen thiêu nha. Đen thiêu nha ha. Em 20.000 nha. Còn 120.000 thôi, bao rẻ cho mấy chị luôn. Đi shop, đi Facebook khác thôi là đã 145.000 rồi đó. Quá đẹp không? Ngọc, nhìn vô cái ai chơi quá. Áo em đang mặc chẳng hàng, áo em đang mặc 79k nha chị. Áo caro em đang mặc là 79k. Hốt liền đi chị chẳng hàng á. Gì lộn, 69, nó lộn, 69.000. 69.000 thôi ha, đen thiêu nha. Lấy thì comment rõ, đen thiêu 120k nha ha. Em có màu đen với màu đen với màu này là màu nâu á. Cái 20.000 màu đen với màu nâu quá đẹp rồi. Áo này là len hết nha chị. Chị Trần Hằng ơi, là len nha, không có thun nha chị. Em chiên len thun lâu lâu vài vài cái thôi ha. Trời ơi cái gì vậy? Giải hồn chim én. Đúng rồi, đó là chim én nha cưng. Rồi nha mấy chứ ơi, coi kiểu này em nghĩ like luôn. Rồi hôm nào anh like cho. Hôm nay like ở đây thôi. Ốp. Rồi. Lừa hết đồ gì. Chốt luôn nha. Rồi chị dặn hàng chốt cho chị dặn hàng 69k. Áo em đang mặc áo hồng nha. Trời đất ơi nó thiêu nha mấy chị. Cái này là thiêu nha. Khoát ra khoát. Cả hàng nãy giờ có số. Rồi có số điện thoại của Trần Hằng rồi. Cái này là khoác nha, khoác nha mấy chị. Tay nó làm nè. Đi Đà Lạt thì quốc lên liền cho em. Đi Đà Lạt thì quốc lên liền cho em nha. 120.000 nha. Thiêu nha, trời đất ơi trời, thiêu nha. Áo em mặc là áo hồng à? Dạ đúng rồi, áo em mặc là áo hồng. Thiêu 120k nha. Lấy thì comment giùm em là khoác thiêu 120k đó rồi. Ngọc ơi có đi Đà Lạt không?
chưa đi. Rồi chặn hàng hai cái, rồi chốt cái này cho chị chặn hàng luôn. Mượn sống ảo. Để chị bỏ vô luôn đi, 69.000. Chị nói là chỉ hàng hai cái luôn. Rồi cái len này nó đẹp lắm chị. 20.000 nha mấy chị. Chặn hàng này là nhiêu đấy? 89.000. Trời ơi mấy chơi, em không thấy mấy chú ôn nhất không? Thì còn trời ơi trời, nghỉ bán luôn. Khổ quá mà. Ôi chị chàng hàng ở đâu nè? Chàng hàng hai cái. Ủa chàng hàng cái nào mà hai cái ta? Ừ cũng không nhớ. Chàng Hân ơi, chị cái nào hai cái chợ quanh nha. Chị cái nào mà hai cái thì chàng hàng. Cái len ren này nha, len ren này 89k nha, lấy thì comment giùm em là vàng ren nè. Địa chỉ, thấy địa chỉ của chị Trần Hằng nha, mà chị Trần Hằng lấy cái nào mà hai cái ta, nãy giờ có một đơn một. Ủa, Trần Hằng em lấy hai đơn Ngọc ơi. Cái bộ đồ bộ đó của ai chị? Trang của chị Trang Moon hả? Trần Hằng ơi, chị cái len tím là của ai đây nè? Rồi chị Trần Hằng em đủ đơn nha. Trần Hằng đủ hai đơn, thấy điện, thấy số điện thoại rồi. Rồi 89k lấy cái len có cho rồi đó chị, chụp màn hình giùm em nha. Hôm nay chia sẻ em tặng bông tai nha, chân váy không có nha. Nguyệt Quyển ơi áo dây đen em lấy, áo dây đen đang mặc đi chị đâu có mặc áo dây đen ở trong cũng có bán, áo dây đen ở trong cũng có bán. Ôi cáo quá đẹp à, dễ thương lắm. Còn màu nào nữa? Hết rồi, có một cái duy nhất. Ê trời ơi, đã lộn má ơi, có 89.000, có 120.000. Có màu này thôi, xung một xung ơi. 89k nha em. 89k xung một xung ơi. Đẹp quá à, Ngọc cái đen này nó làm con lỗ. Lấy thì comment của cựu áo ngôi sao nha mấy chị. Ai lấy thì comment giùm em là ngôi sao nha. Bên đây nó khói nè, cái sọc nè, khói nè ha. Ai lấy thì comment giùm em là ngôi sao nha. Em có màu nâu với màu vàng nha. Lấy thì comment giùm em là ngôi sao. Nâu với vàng 99k. Trời ơi, bận với bạn. 99k, 99k. Sao mấy cái này mới lại không thấy. Đồ bộ còn cưng. Đồ bộ nãy giờ chị like quá. Nhưng mà còn mấy cái kiểu như hôm bữa xong rồi xong. Em lấy kiểu nào à? Còn mấy cái màu như hôm bữa con vịt á, con vịt còn vịt xanh, vịt hồng, vịt vàng nè, vịt xám nè. Hello Kitty màu đỏ. Rồi hết rồi, đa số là còn con vịt thôi nha. Đó rồi em nói về chỉ 99k. Áo em đang mặc là 89k, áo này 89k nè. 89k, cái len này đẹp quá. Cái len này cỡ chị gì với tổ cắt á. Chị hẳn nè. Cái len á chị nhìn phải mặc cho mấy chị rồi để kết bạn cho nó vàng. Dù bán không có lời mà để kết bạn cái dữ. Trời ơi trời, trời ơi, tôi còn có bao mấy phần trăm bên mấy chị chia sẻ lên giùm em. Chắc có ngày một ngày thì em một đống, một ngày thì em không có ấy chứ. Nói cái này là nhiều quá không có coi inbox nổi nha. Inbox của chị nhiều lắm em ơi, nó giờ nó bị đứng rồi. Inbox của chị nhiều lắm, nó bị đứng rồi, cho trên đây đi ha. 99k chọn cái tay nó xẻ nè, dễ thương tùy luôn. Ai lấy sao thì bây giờ em đặt sao nha mấy chị, sao nha. Bạn ăn con lê vô thì nó xẻ như vậy ha. Hiên lấy cái màu nâu à, chị lấy cái màu nâu hả? Màu nâu là chị Hiên 99k nha, chất này là chất len dày nha mấy chị, chứ phải len mỏng nha. Bận tết mùa đông không lạnh luôn, học quá đẹp. Rồi, chốt cho chị Hiên đi, 99k màu nâu. Vâng, đặt đi.
quăng tắt cái bon, quăng tắt cái bon. 99k. Em còn màu vàng. Ok nha. Ok nha. Cho xin một chấm được. Còn này là màu xanh. Xanh lên. Anh bảo gì anh không có coi là anh tay máy với em. Bị hù dọ rồi. Đó. Vàng nha, vàng khói xanh nha. Ai lấy vàng thì comment giùm em vàng nha. Trời ơi, lụa đâu. Lụa mi rồi đâu. Đẹp quá vậy sao không ai thấy trên trời. Bảo Duyên lấy cái nào cưng sao nào. Cái màu nâu hết rồi. Có cái, lấy màu... cái màu đó sáng đó Bảo Duyên. Màu vàng này cũng đẹp quá nha. Ai lấy sao vàng comment giùm em là sao vàng nha. Sao vàng rõ ra là 99 ngàn thôi. Nên đẹp nha. Đáng lẽ bán 120 ngàn, bán cho mấy chị 99 ngàn luôn. Sau kia hết rồi, sau kia chị Hiên đó. Chị Hiên công ty comment trước rồi. Sau này sáng hơn nè ngoại. Chị Hiên công ty comment trước rồi. Rồi ok nha Sưng Bà Sưng. Bây giờ em dơ đồ bộ 45k. Mấy chị thật coi lại là người em nha ha. Đây là con vịt xanh. Con vịt vàng là cái quần vàng. Sao vàng cũng đẹp lắm nè. Cái này là hồi nãy là xanh dương á. Tối này mấy chị comment đây là xanh nhạt đi nha ha. Xanh nhạt nha. Con vịt màu xám nè. Con vịt màu hồng nè. Đó, con vịt hồng nè. Với Hello Kitty màu đỏ rồi. Hết rồi đó, còn nhiêu á. Còn nhiêu nữa là hết á. Trời ơi, sao vàng đẹp quá. Trời ơi, bà Bảo Duyên nè. Không nói chị sao vàng. Hồi nãy chị Hiên công ty mình comment trước rồi. Còn rất là nhiều, lên giày còn nhiều lắm mấy chị ơi. Mà nói gì đâu có giày, đâu có giày máy, chị cầm thấy cũng được. 99k đẹp quá. Trời ơi, đáng giỏ đang xem nữa. Múc ông luôn bây giờ. Con vịt vàng ok. Cho coi con vịt vàng luôn. Em cho khách tình rồi, tối nay em like sáng đi. Tôi tém bà Bảo Duyên. Đây con vịt vàng nha. Đó, mặt vô là vàng luôn. Đó, con vịt vàng nha. Đây là mặt trước, đây là mặt sau nha. Đỏ có xanh nhạt, chạy xung rồi chung. Trời, đỏ là Hello Kitty. Xanh nhạt là cái này đây, xuân mùa xuân. Đây là chị, xuân mùa xuân. 45k một bộ. Con vịt vàng, hết. Để em kiếm gì em tặng cho mấy chị. Thánh Hoàng ơi, bây giờ mà like mấy cái này là thành lên cũ hết rồi. Mỗi gì nó nấu gì nữa. Để cho em. Rồi, để cho em dằn khè luôn. Đâu công ty. Sao vàng biển xanh. Ai? Châu á chị. Châu, châu cục cưng của con ấy á. Con Thảo. Bốn mươi lăm giúp. Em thấy sao vàng trên biển cỡ xanh. Trời ơi trời. Chị nói vậy mà mặt vô nó không có nực đâu. Chó này chị. Trời ơi, chó luôn nha. Đây, công ty mai chó sẽ gặp những con chó nè. Con chó này kết nhung rất là đẹp đó mấy chị ha. Ok nha, mai đem nha. Ai có công ty ngày mai em đem hết cho mấy chị. Sao rồi. Vàng, sao vàng ngày nãy nó lấy luôn. Sao vàng lấy cho bà Bảo Duyên sao vàng. Này chị, 99k. Ghi giùm em Bảo Duyên 99. Ủa, sao nó không có nguyên nhiên. Hiên là 99 ngàn rồi. Ai lấy comment cho em là chó vàng đi. Chó vàng, chó vàng. Chó vàng này để em coi bán giá cho mấy chị như nha. Nó là 120 ngàn đó. Thôi luôn. Chó vàng 120 bán cho mấy chị 101 luôn nha. Trăm mốt luôn nha. Ai lấy chó 101 thì comment cho em là vàng 101. Vàng 101 bán 120 và bán 101 luôn. Đúng rồi, đừng kêu bằng má, không kêu bằng, kêu bằng cái gì dễ thương đi, tao bán cho 99 là của con Bảo Duyên. Đừng có kêu tôi bằng má.
Trời ơi, đây dày em còn nhiều sọc quá à. Mà giờ sao em lấy cho mấy chị. Ủa, cái sọc này đẹp nó ơi, nó ngọc. Đẹp quá. Còn nãy cái sọc vàng này, ai nấu cái sọc vàng này nó đang tròn đó nè. Sọc ca, nãy cái lộ hả? Ba màu hồi nãy là có một cái sọc ba màu để chung nên nó kiếm loại ớt luôn. Con này mà cũng đem đi như đó cái con bắt thôi. Ơ cái sọc trong 20.000 nè, còn nè mấy chị. Trời ơi. Khánh Thằng ơi, cái này nó đẹp quá. Khánh Thằng ơi, chưa ra mặt đi. Không ai lấy chó 101 giờ bữa bán chó 102 luôn. Đẹp quá, à, đẹp quá. Sọc 120k nha. Ai lấy thì comment giùm em là sọc 120 nha. Bán 120 ổn à, anh bao nhiêu anh mua trang áo đi, anh bao nhiêu sọc 120k nha mấy chị. Trời đất ơi, con chó này đẹp quá, tết của quốc tập nè, vàng khè còn vàng công ty luôn. Sao bằng cái like của tôi. Mấy chơi comment thoải mái mấy chơi. Khánh Thằng 120.000 nó rẻ, má ơi luôn. Đi chỗ khác mua cái này chắc không có giá này đâu mấy chị ơi, mấy chị. Rồi nha ha, em ở đây nha mấy chơi. Rồi sáng đêm nó ẻo quần luôn. Em hay lên nói nè. Rồi nha ha. Bye bye mấy mọi người nha. Ở ở đây nha. Nó hơi thích thì kìa. Hồi nãy không? Nãy bạn nó lên chị cũ. Ừ, cũ quá ha. Ừ, đẹp quá. Đẹp ghê quá. Rồi chào mọi người ở đây nha ha. Ọp, ọp, ọp. Hôm nay ọp, ọp ở đây nha. Ít người xem. Em ọp luôn nha mọi người. Hẹn mọi người bữa sau gặp nha. Bye bye mọi người nha. Hôm sau thứ tư đó xem like của em nha. Thứ tư em like hàng rẻ luôn. Chắc có hàng bơm về nữa. Em like hàng rẻ 39-49 ngàn luôn nha. Bye bye.